vị và các bạn đang xem kênh Hồ Bích Trâm Official. Và đây là series dài tập Du Hí cùng Trâm. Và cứ mỗi tập Du Hí cùng Trâm thì Trâm sẽ mời thêm một khách mời hoặc là một nhóm nhạc nào đó. Và ngày hôm nay tiết lộ với mọi người luôn là một nhóm nhạc cực kỳ đẹp trai và rất rất là cute và dễ thương. Và đặc biệt hơn nữa là ngày hôm nay Trâm đang đứng ở gian hàng của chú Lộc La. Và bây giờ Trâm sẽ mời chú Lộc La ra đây để chúng ta sẽ giao lưu cũng như là mời chú làm trọng tài ngày hôm nay nha. Dạ con mời chú Lộc La ạ. Rồi, chú Lộc La kính chào quý khách. Đây đây chú. Dạ, đây là chú Lộc La nha mọi người. Chú là chủ của vườn sinh thái Lộc La. Và chú trong cái tập lần trước thì chú là cái người mà hướng dẫn cũng như là hỗ trợ Trâm với lại anh Hà Chí Quang rất là nhiều. Và bây giờ sẽ là phần giới thiệu khách mời. Không biết hôm nay khách mời của chúng ta là ai? Tên. Ôi chị quát mấy lần luôn rồi tụi em vẫn không lên. Tại vì em chị không ra hiệu trước, chị bảo tên em không hiểu. Làm em núp dưới đây nửa tiếng đồng hồ mà. Thế hai anh em phải ok lên. Ô chết lên sóng à. Ôi tên mấy em đuổi đi đâu mà chôm chôm nhánh đầy đầu vậy. Em vừa đi thăm vườn của chú Lộc xong, chị có biết không? Vừa đi thăm vườn của chú Lộc. Đi một cái nhá, không cần ngã là cũng bị chôm chôm vướng vào đầu luôn. À, nhiều đấy thế. Chôm chôm quá nhiều đúng không? À. Tụi em. Ừ. Sao vậy? Sao không nói được gì vậy? Định ăn nhưng mà... Định ăn nhưng mà anh Ngọc nhét rồi ngồi ngồi như thế này. Rồi, thấy là bây giờ lấy ra được rồi đó. Rồi. Ok. Rồi, xin giới thiệu với mọi người. Đây là nhóm nhạc The Wiz. Yeah. Đây là Thành Đạt. Duy Ngọc. Và đây là... Em là Vũ Thị. Đây là ba bạn trong nhóm The Wiz mà Trâm đã từng tham gia chương trình Trí Khôn Ta Đây với các bạn rồi. Và các bạn rất là dễ thương luôn cho nên là chuyến này đã mời ba bạn xuống vườn của chú Lộc La cũng như là trải nghiệm cùng với Trâm trong cái series Du Hí cùng Trâm. Và bây giờ chị sẽ nói về chương trình Du Hí cùng Trâm. Dạ. Du Hí cùng chị có nghĩa là mình sẽ đến với một nơi nào đó và chúng ta sẽ chơi trò chơi cũng như là trải nghiệm. Đó, và ngày hôm nay là chị mời tụi em xuống vườn của chú Lộc La cũng như là gian hàng của chú Lộc La tại lễ hội trái cây ở Long Khánh nha mọi người. Chúng ta sẽ có 3 phần thi rất là đơn giản và dễ dàng. Vô trò chơi đầu tiên, mỗi bạn sẽ chọn cho mình một cái thùng. Và mỗi bạn đều có một cái nhiệm vụ là trong vòng 1 phút 30 giây mình phải đoán ra được 7 loại trái cây ở trong thùng. Nếu như đoán đúng 7 loại thì chúng ta sẽ được phần thưởng từ chú Lộc La. Dạ. Còn nếu như trả lời sai thì hình phạt. Một hồi chị nói sao? Okay. Trời ơi, không được nhìn đúng chị nhớ là thọc tay vào. Đúng rồi. Chị ơi, nhớ chị cho rắn rết vào thì sao? Nhớ chẳng may chị cho quả sầu riêng lên em thò tay vào để chết em à. Sầu riêng không chết đâu em, nó chỉ đâm mình đau tay thôi. Và đây là để bịt mắt tụi em lại. Mặc dù tụi em có đeo kính đen, mình tháo kính là được rồi đó mấy em. Làm màu quá. Làm màu. Rồi, bây giờ bạn nào sẽ là người chơi trước? Anh Ngọc ạ. Anh Ngọc ạ. Trưởng nhóm lúc nào cũng phải là đầu tàu rồi chị ạ. Rồi mời Đạt qua giữa. Rồi chị ấy nhớ cho vào cái thùng nào có rắn rết thạch thùng kia. Em chuẩn bị tinh thần chưa Ngọc? Rồi ạ. Lấy rồi ạ. Căng thẳng. Rồi bây giờ sẽ đeo vô cho Ngọc nha. Ui cái này cưng nhờ. Cưng lắm. Phải bỏ cái này ra cho này đúng không? Đạt ơi. Đâu rồi? Ui gì anh ơi, thôi anh ơi. Em đâu đây? Cái nơ cưng nhờ. Cái nơ cưng đấy. Nhìn vô giống búp bê Barbie quá mọi người. Không nhìn thấy gì luôn. Đâu anh? Em nhìn thấy một khoảng trời màu đen. Số mấy đây? Có thể là trước mặt em đang là một người phụ nữ rất là xinh đẹp. Em đoán thế thôi. Em thấy hơi. Rồi thôi được rồi. Bây giờ em bớt khen lại đi. Tại vì cái chương trình này chị không có nhắc em được đâu. Cho nên là em khỏi phải khen chị. Em thôi hôm nay em sống thật chị. Mình tiết lộ cái thùng đầu tiên ha. Okay. Hai bạn có thể qua bên đây để mà chúng ta chứng kiến thử trong thùng này có những gì. Dạ con mời chú Lộc La qua đây để chú làm trọng tài nha. Em phải bịt tay vì đoạn này chắc chắn Thịnh với Đạt nó cũng rú lên là có con gì con kia cho xem. Thì đương nhiên chắc chắn là phải có con gì rồi em. 30 giây con báo. Thôi. Dạ đây này chú, bấm giờ này chú, đúng 1 phút 30 giây là chú dừng thôi. À, để đây chừng nào tôi bắt đầu là chú bấm cho chữ bắt đầu nha. Mẹ chưa? Anh ơi, mình tươi anh á. Chú anh may mắn nhá, cuộc đời nở hoa nhá. Cuộc đời nở hoa anh ơi. Thôi, em sợ mấy con gì lắm. Ở trong đây có rất là nhiều con, tôi tư. Em biết sao từ từ chị chạy sờ vào cùng em không? anh thấy con gì nó cứ này không? Em kỳ quá đi. Một phút 30 giây chưa, bắt đầu chưa. Đạt ơi mấy em thấy cái thùng này nó như thế nào? Thùng này rất không, thùng này rất là nhiều trái cây ngon. Đắng luôn rồi. Quả này là cái quả mướp. Quả mướp. Quả mướp là trái cây hay không nội? Mướp là trái cây mà chị.
Nói chung là đoán 1 phút 30 giây, trong vòng 1 phút 30 giây phải đoán được 7 loại trái cây nha. Chuẩn bị tinh thần chưa? Sao nhát gì lắm thế? Em, bây giờ mình thò tay vô mình cẩn thận nha, chứ đừng có đập mạnh quá nó sẽ bị chạy cái tay tinh thần á. Cứ bình tĩnh nha. Rồi, chuẩn bị tinh thần chưa? Thôi em liều. Hai bạn có gợi ý gì cho Ngọc không? Quả này nó di chuyển được. Ôi, chị ơi. Nè, cho em coi biết nè. Anh thấy chưa? Rồi, em tự tôi thật chưa? 2, 1, chút, bấm giờ cho chú. 2, 3, bắt đầu. 1 phút 30 giây. 30 giây nữa. 7 trái, 7 trái. Nhanh. Lẹ lên hết giờ rồi. Có cái gì đâu. Sao dài dài vậy? Đúng rồi. Quả này hay lắm. Quả này hay lắm. Không có con gì à? Không. Đây là một loại quả. Bây giờ có đó quả không? Mò xuống dưới chứ trời ơi. Quả gì nó dài thế không? Bỏ qua quả khác rồi khác. Có thằng lằn đấy. Đúng rồi. Đúng. Thế đi bỏ qua quả khác đi, đi đoán đi. Đây không phải quả à? Quả mà. Đi đoán sau. Đoán sau đi, thò tay lên thùng. Đây là quả lưu đan. Nặng như này nhá. Quả buông. Sao lại lấy ra làm sao được đu đủ à? Không lấy được, anh cứ để đấy, anh cứ để đấy. Không cần lấy ra. Không lấy ra luôn. Xoài đây, quả này quả xoài đây. Rồi. Rồi một quả. Tin. Gần hết giờ cho chú ơi, 47 giây rồi. Bon này. Gần hết giờ rồi, lẹ lên. Cái gì đây? Dây nịt. Là con rắn à? Cái gì đây? Chôm chôm này. Chôm chôm này, các bác ơi. Quả này á? Bừa đi, quả lê đi. Không phải quả lê. Quả lê gì mà to thế? Bon bon này. Không phải. Bon bon à? Dưa vàng. Ai cho nhắc? À ừ đúng rồi, không được nhắc. Không phải. Nhắc làm rắn thế này mà. Ủa, ai nhắc đâu? Đá đi, quả đá. Mà. Đá. Ủa, cái này vẫn là quả. Vẫn là quả. Không, mệt ghê luôn. Sao nhiều cái này thế? Không, từ đây giờ chả có quả đâu mà. Lại nữa này. Lẹ lên. Lại nữa. Hết giờ. Hết giờ rồi. Trời ơi, thế như này. Cho cái gì vào ấy? Quả này là ngày nào uống luôn. Thật quả này bơ. Không phải bơ. Cho đó, cho đó lại lần nữa này. Đúng rồi. Đúng rồi. Bỏ đi. Cho em câu hỏi lần cuối, cái này trái gì? Quả này ngày nào cũng uống à? Trái gì chứ? Quả dưa. Quả dưa. Nhắc chẳng đế rồi. Uống á, mày chắc tự uống mà chẳng nhớ lại. Nè, trái này trái gì nè, đây. Trái không biết. Ôi trời ơi. Không biết luôn á. Trái này quen quen. Hay cầm lắm. Trái gì mà chua chua ấy? Chua chua. À, cóc. Đúng, chính xác. Trời, quả này là quả cóc luôn. Ủa, quả cóc luôn hả? Em thì quả cau cơ. Ừ, đúng rồi. Nghĩ sao đây là trái cau vậy trời? Đúng, đây đúng, là trái măng cụt này. Măng cụt, đúng rồi. Đây, em đoán được hết rồi thế. Hết giờ đâu. Hai giờ em ơi. Hai giờ đâu rồi. Hai giờ rồi. Hai giờ rồi. Nó cho em chơi trước để nó biết các loại quả này. Đóng. Sợ quá. Rồi, vậy là sau 1 phút 30 giây thì Duy Ngọc đoán được đó là cái này bon bon đúng không chú? Bon bon nè. Chôm chôm. Bon xoài. Và trái xoài. Ba trái, vậy là Duy Ngọc đã thua. Chắc chắn là em thắng luôn. Quá dễ, chị thấy nó quá dễ đúng không? Đây là những loại trái cây mà chúng ta ăn hàng ngày, chúng ta tiếp xúc hàng ngày, tại sao chúng ta không đoán ra được? Sờ nó giống nhau lắm chị ạ. Giống cái gì mà giống không biết nữa. Rồi, bây giờ sẽ tới phần thi của ai đây? Đà đi. Đến em. Đây là những chú rắn của khu vườn nhà chú Lộc La. Mọi người yên tâm, nhà chú nhiều rắn nhưng toàn rắn đồ chơi. Đây là phải sợ. Là dọa. Bình thường cũng có rắn thật đấy chú nhở? Có chứ, có. Vườn. Rồi. Con giấu đâu đi con, bỏ vô lại đây. Hay luôn. Hay quá rồi. Đó. Rồi, xong. Trong đây còn có một quả táo nữa nè. À, quả này khó lắm. Em rồi. Nhìn quả kia, em cứ tưởng quả cau giống. Thôi em ạ. Hai em qua đây đi. Để em mình nhìn thấy được cái bên trong nó là cái gì. Ước gì là con cóc con nhái. Rồi, bây giờ đưa chị kiểm tra, vẫn thấy hé hé lỗ đây nè, đó. Ok, ok. Rồi. Bấm đặt. Dạ, đặt lại. Chứ không đi. Rồi, bây giờ sẽ là phần thi thứ hai của Thành Đạt. Em có tự tin với mình không? Không, thực ra là cái kiến thức về hoa quả của em nó hơi bị hạn hẹp chị ạ. Rồi bây giờ nha, chuẩn bị tinh thần nha. Hạn hẹp hay không biết nữa, nhưng mà em phải chơi. 1 phút 30 giây mình phải đoán được 7 loại trái cây trong đây. Nếu sai là sẽ chịu hình phạt của chương trình. Rồi. Này sao lại có con gì thật không đấy hả mọi người? Đừng có đuổi nữa. Không. Con này không. Cái này là cái con nó dưới ruộng ấy, nó bám vô người ấy. Ê ơi, con chết à? Không có con gì đâu. Và bây giờ chú Lộc Lan đếm giùm con nha. 1, 2, 3,
bắt đầu. Rồi, đúng rồi, đúng rồi. Ôi, cái gì trơn thế? Trơn chứ bạn. Con người đấy. Nào, tiếp. Cái gì đây? Ổi à? Đúng. Ổi đúng không? Không nói đúng à? Xin lỗi mọi người nha. Đoán chưa? Bỏ qua đây cho chị. Em đoán trái ổi. Rồi. Ủa sao không thấy trái? Móc qua dưới. Lê. Cái gì đấy ta? Quả đây là quả. Sẵn xuống đấy. Ổi. Lại ổi tiếp. Ổi, đúng rồi. Ổi. Ai à? Ủa đấy, sầu riêng này. À, mít. Sầu riêng. Trôm. Quả vừa xong sầu riêng thì sao ấy? Quả mít anh ơi. Con này trơn thế. Ủa. Sắp hết giờ chưa chú ơi? Tôi 55 giây rồi. Nho. Không được nhát, không được nhát. Ở đây chỉ có nho ta, vừa nhìn một hộp cũng nho ta. Thì quả vừa xong này có nho đâu, em nhầm rồi, bon. Không, bon khác. Còn ông ta. Bao nhiêu giây nữa chú ơi? Đây, bên đằng sau em. Đấy, cái gì đấy? Đoán đi. Nhanh lên, quả này 25. Một quả cuối cùng ấy. 16 giây. Ui, con cá à? Quả, khổ lắm. Lóc đi, trời mình phải lục tung cái thùng nó lên chứ. Đúng rồi. Ở phía dưới, bên kia. Đấy, ở đằng sau. Chỗ đấy, đúng rồi, cứ mắc đấy đi. Sắp nghe là anh Ngọc không bao giờ thắng luôn. Sắp thấy rồi, thề luôn. Hết giờ rồi. Hết quả rồi. Còn đây ra. Còn, nhưng mà tại vì không thấy. Anh xin lỗi, anh nhắc đều em ấy. Ui, sao tanh thế? Đúng rồi. Cá mà. Có con đỉa mà. Đâu cá đâu? Đây quả ổi của ông đây, ông ăn đi. Nha Đam. À nha Đam mà. Ủa anh thề luôn. Ông ăn quả ổi của ông đi. Mọi người ơi, nha Đam mà tanh. Ông nói nha Đam tanh kìa. Đây quả ổi nè, đúng rồi. Ở chính xác nè. Nho chính xác nè. Mít chính xác nè. Sorry. Chơm chính xác nè. Vậy là em chính xác được 4 trái. Là hơn Duy Ngọc 1 trái. Đúng rồi. Một hồi nữa người nào mà trả lời nhiều nhất thì người đó được chiến thắng. Chắc chắn là em. Rồi, bây giờ sẽ sao tới... Sao không thấy quả này nhỉ? Nhưng mà em chơi đầu tiên, chị phải cộng cho em một điểm chứ. Một điểm gì? Chơi công bằng với người ta mà. Em cũng không thấy quả này. Đối với quả này quả gì? Quýt. Quả này quả quất. Trời ơi, quả này quả quýt cứu em. Thấy chưa, chị thấy chưa? Quả này quả quất. Quả em bảo, để cho công bằng hơn, chị cho mọi người mở mắt ra nhìn, có khi không biết quả gì. Thì người đưa các bạn nha. Mà xíu đi, rồi tay rồi làm luôn. Rồi, bây giờ là sẽ phần thi cuối cùng của Vũ Thịnh. Vũ Thịnh chuẩn bị tinh thần chưa? Em rất là chuẩn bị tinh thần rồi. Nào không tí mắt lươn nha, như phường trộm cắp nhưng cũng mắt lươn nha. Mới sang thức giấc bỗng thấy chưa? Nào. Rồi, đây chú. Rồi, chú đi đây. Rồi, bây giờ sẽ là phần thi dành cho Vũ Thịnh. Chúng ta khám phá trong đây là có cái gì? Mở chưa chị? Tinh thần. Lại ui. Chúc mừng cậu nhá. Lại chúc mừng. Trời ơi. Bây giờ sẽ là phần thi của Vũ Thịnh. Chú ơi, bấm dây giùm con nha. 1 phút 30 giây, bắt đầu. Bắt đầu rồi kìa. Bắt đầu rồi à? Chú không đếm 1, 2, 3 như vừa đấy à? Ui, cái này là cái búi rửa bát. Không biết luôn á. Chắc chắn là cái búi rửa bát bằng inox. Quả này là quả chôm. Để lên nào. Lại vẫn cái búi rửa bát xuống. Ông nào lên. Quả này là quả bơ hoặc xoài, bơ. Không cho nó thắng được em ơi. Anh 25 giây rồi. Quả này là quả thanh long. Lên. Thanh long đúng không? Lại một cái búi rửa bát xuống. Thề luôn. Ủa? Cái này là con rắn mà. Lên. Thề luôn đấy. Móc một cái bóng. Lại là cái búi. 30 giây cuối cùng. Ủa? Sao cái gì vào tận 30? Ơ hết rồi mà. Quả này là quả... Không biết đâu, nó không biết. Quả nhãn, quả bonbon. Ủa? Không phải. Chốt ra bé cuối cùng. Quả này là quả nho. Quả nho. Cười là không phải rồi. Quả này là quả nhãn. Đúng rồi. Nhanh lên. Không, vừa nói quả vừa nãy cơ. Con quả này là quả cam hoặc là quả quýt. Chốt nữa rồi. Quýt. Ok. Cảm ơn mọi người nhá. Lẹ lên. 1 phút 15 giây rồi. Quả này là quả đá. Đúng rồi, nhanh lên. Hết rồi mà. Móc cái tay á, móc cái vòng tròn nó lên. Bên này. Ôi dồi, cứng hết cả tay rồi, lúc nào ra cái bối rửa bát luôn. Hết giờ. Trời luôn.
từ nhá, từ từ. Trời ơi, coi nè, búa lên bát rồi còn dính với đá nữa. Trời ơi, đi hái mà. Đi hái hoa quả tưởng đi câu cá. Ai ai có cái kéo á? Coi chừng nó đứt tay á. Từ nhá. Quả chuối sai bé tí. Đây là quả chuối hả mọi người? Em có biết là chị phải lặn lội đường xá xa xôi để mà đi qua cái cô hàng cái bên xin không? Ui, đi mấy trăm mét đó. Trời ơi, quả gì vậy mọi người? Dâu xanh hả chú? Dâu vàng hả? Dâu là bông bông nữa. Dâu xanh. Dâu xanh. Nhưng mà nếu mà giờ đón là cái này với cái này là nó là bông bông thì cái này cũng là đón, không có bao giờ đón dâu được tại vì đã... Khá là giống nhau quá nhỉ? À, khá là giống nhau quá. Tại vì mắt không có nhìn được thì... Đúng rồi, đúng rồi, đúng rồi. Bột sờ cũng giống nhau. Ba con. Thế nó là cuộc chơi. Ngoài. Và bây giờ kết quả của Hữu Thịnh đó là Hữu Thịnh cực kỳ nhanh luôn. Nhanh nhất trong ba bạn, tại vì có kinh nghiệm. Thì cuối cùng mà đoán đúng được trái quýt nè. Yeah. Trái bơ nè. Thanh long nè. Chôm chôm. Còn trái này. Chú ơi. Cái này là trái bòn bon hay trái dâu tây ạ? À? Trái dâu ạ? À? Nhưng mà thông cảm, cảm được nó giống nhau quá rồi. Không không như không thông cảm rồi. Chú ơi thông cảm cho là thông cảm cho cái quả chua là thông cảm cho nó là vậy được. Cái này anh chơi đâu là cái quả bòn bon với quả này anh nhìn nó giống nhau không? Anh chơi đâu rồi anh bóc bạc sắn cho nhau này. Em là không có thông cảm này, anh nhìn xem bây giờ như thế nào bây giờ. Muốn phá luôn cái sạp của chú Lộc La hay gì. Rồi bây giờ cái này là trái bòn bon, cái này là trái dâu xanh. Trời. Và kết quả cuối cùng em đoán đúng được 4 cái. Yeah. Hồi nãy là hai bạn, bạn nào 4 cái nữa ta? Đạt. Vậy là Đạt với lại Vũ Thịnh, hai bạn sẽ bắt đầu thi tiếp một phần thi nhỏ. Mình đoán nhanh. Đoán nhanh rồi chị? Đoán nhanh. Em không được thi à? Em thua rồi thi gì nữa. Vậy là sau phần thi đầu tiên, thử thách của chương trình, hai bạn đang đồng giải thưởng. Đó, hai người này rất là xuất sắc luôn, là đoán được 4 trái cây, 4 loại trái cây. Và bây giờ mình sẽ chọn ra một bạn giải nhất và thắng của cái thử thách lần này. Và xin mời hai bạn sẽ có một cái phần thi nho nhỏ. Đó chính là mỗi bạn sẽ ăn 4 trái chôm chôm. Bạn nào ăn nhanh nhất thì bạn đó sẽ chiến thắng. Quá đơn giản, chôm chôm mình ăn hoài đúng không em? À, bình thường em bóc chôm chôm bằng dao chị ạ. Hôm nay Thịnh sẽ bóc chôm chôm bằng răng. Không, vì giải thưởng em sẽ ăn chôm chôm không cần bóc vỏ luôn. Trời ơi, cái răng mới làm đâm ra là không biết có ăn được bằng răng không cơ. Em thì ăn chôm chôm không vỏ, bóc không bóc vỏ luôn. Bây giờ chị không cần biết là em muốn bóc kiểu gì cũng được, nhưng mà chúng ta phải ăn cái ruột bên trong làm sao mà trong vòng ai nhanh hơn thì người đó thắng. Chuẩn bị tinh thần chưa? Hiểu luật chơi chưa? Okay. Nốt cả hột nhá. Chị thấy không vậy? Không, hột ngã ra. Nuốt vô nó mọc cái cây trong đó đấy em. Hồi xưa em cũng nghĩ thế đấy. Nhưng mà ăn phải cho sạch chứ. Ăn phải cho sạch nha. Sạch cái hột là phải sạch nha, còn dính ở trên đó là không được nha. Rồi, chuẩn bị tinh thần chưa? Yeah. Lên. Bắt đầu. Trời ơi. Bóc luôn, bóc luôn, bóc luôn. Lấy mồm ăn xong rồi động tác tay là phải ăn luôn. Cho vào luôn, ăn hai quả cái luôn. Cái hột phải sạch nha. Để hộp đây tí anh kiểm tra cho. Cái hộp sạch. Sao này ăn sạch quá em còn nhiều này. Cái ăn hồ ấy. Răng nó nhiều như kia cơ mà. Ủa răng nó nặng nhiều. Hộp em nó đôi rồi. Con đi. Nuốt luôn nữa hộp. Ai nhanh hơn nè. Trời ơi. Ui Vũ Thịnh đang vượt lên rồi. Anh bảo. Trời ơi Đạt ơi. Mồm của em phải linh động lên. Lưỡi đâu trời ơi. Uốn lưỡi nhiều lần vào. Các thứ. Uốn lưỡi chi không? Cho vào xong rồi lấy cái răng ấy. Lấy lưỡi đẩy ra xong rồi lấy răng quẹt. Nhanh nhanh. Ông ăn lại. Ông ăn lại kìa. Nhà em tâm chưa? Tâm chưa? Xong rồi. Em vẫn nhanh hơn. Chị nhìn xem. Quả ghế vẫn còn đầy hơn cả cái kìa. Đây lại. Tôi phải ăn sạch. Đấy nhá. Răng ơi. Không, xí xí, đầy cái như nó ăn hết nửa hồn luôn đấy. Ừ. Đây vẫn còn nhiều. Không phải không bao nốt cho mày ăn hết nửa hồn luôn. Không bao giờ thật. Ôi, ăn thà ăn hết cả hột. Đây em xếp hột cho mọi người xem nhá. Ừ. Nhẹ mà, nhẹ. Vẫn còn à? Xứt được cái răng rồi. Xứt rồi. Một cái răng nó rơi ra, chén nó xứt rồi. Nó mẻ miếng à. Răng của tôi. Tao không lùa đâu, thật. Hey. Không, thật, mẻ thật. Nhưng mà em làm hồi nào vậy? Ừ, mới gần đây chị ạ. Nó bị mẻ miếng rồi. Miếng mẻ không? Rồi sao quay? Nhớ. Yeah.
vàng răng bạc à. Chết rồi. Thôi cười, cười lên nào. Rơi rồi, nó rơi ra rồi. Rồi thôi, cái chuyện đó của em về làm lại. Rồi, bây giờ chú Lục La là trọng tài. Hồi nãy là ai là người là nhanh hơn à, và sạch hột hơn à? Con thấy là này, mọi người ơi, Đạt á, ăn luôn nửa cái hột rồi. Đạt chơi xấu, ăn ăn hột. Đây nhá, này, ông thê tôi không sạch đúng không? Rồi, bây giờ là thắng chú, bên này sạch hơn. Bên này sạch hơn. Và ai bên này cũng ăn nhanh hơn đúng không chú? Bên này cũng nhanh hơn. Nhưng mà... Rồi, giờ kết quả cuối cùng là ai chú? Là bên này thắng. Rồi, bây giờ tới là phần trao thưởng trong thử thách lần này. Cứ mỗi thử thách là chúng ta đều có phần quà. Và phần quà của chương trình ngày hôm nay đó là... Mời chú Lộc La tặng cho em. Giờ là chú... Ôi, chú sẽ tặng cho con một trái. Chú nhận. Trời ơi, thiên thạch cả chú. Tên. Ôi, nặng quá chú ơi. Wow. Đây không biết là quà hay là phạt nữa. Quà này là bọn em ăn được cả năm ấy nhở? Cả năm năm rơi vào đầu anh đấy. Rồi. Vậy là sau phần thử thách đầu tiên thì Thanh Đạt đã mang về giải thưởng là một cái mic rất là to. Và bây giờ sẽ là bắt đầu vào thử thách thứ hai của chương trình. Yeah. Mày luôn. Ủa không phải là gì? Ủa không phải không là gì? Anh Ngọc gì quá em bị sao ấy? Chương trình ra rồi em chị được em mình em chơi vui. Em nhỏ này nhưng mà anh Ngọc phải bị phạt. Đúng. Bởi vì là bây giờ như này, bây giờ chị đừng nói để bọn em nói này. Bây giờ anh Ngọc là bị phạt là bây Ngọc thua. Nhưng mà anh không biết luôn nhưng mà bây giờ như này bây chị giờ bảo là anh là bảo là anh Ngọc lấy quả mít rồi, đánh Đạt lấy chị quả em mình chơi vui với nhau đến đây ăn hoa quả xả láng chơi trò chơi thoải mái luôn, không anh bị phạt luôn. Có bị phạt nha. Bị phạt của chương trình đó chính là nhịn ăn trưa ngày hôm nay. Không được ăn cơm rồi. Không được ăn hoa quả luôn. Cây trồng có chân đâu. Và bây giờ sẽ là thử thách thứ hai của series Du Hí cùng Trâm dành cho ba khách mời ngày hôm nay. Tiền. Tiền 300.000, không nhiều cũng không ít mọi người à. Nhưng thử thách của chương trình đó là mỗi bạn sẽ có 100.000 trong tay và với thời gian là 3 phút chúng ta phải mua được 7 loại trái cây. Nhưng phải là đủ tất cả các gian hàng chứ không thể nào mà chúng ta chạy vào một gian hàng và chúng ta mua luôn một lúc là 7 loại. Cho nên bạn nào, nếu như bạn nào mà mua nhiều loại trái cây nhất và nặng ký hơn với trị giá là 100.000 thì bạn đó sẽ được chiến thắng. Em đã hiểu chưa? Dạ, được. Dù cho Thịnh đi, Thịnh có mua được 7 loại trái cây nhưng mà 7 loại trái cây của em ví dụ như Ngọc á, Ngọc cũng mua được 7 loại trái cây, đúng không? Nhưng mà cái số ký của Ngọc á, nó nhiều hơn của em thì người đó sẽ thắng. Và nếu như không mua đủ 7 loại trái cây thì bạn nào mua nhiều nhất thì bạn đó thắng. Rồi, và bây giờ sẽ là tiền dành cho các bạn. Và chúng ta nhớ là chúng ta sẽ có 3 phút để mà mua và chạy về đây nha. Đây. Vâng, em xin. Ê! Gì vậy? Chưa nói bắt đầu. Trời ơi! 100 ngàn. Bên này đông quá, không dám xin nữa. Bên này đang nói chuyện. Chị. Cái này bao tiền ký? 50.000 một ký ạ. Em có 100.000 thôi, phải mua 7 loại. Bây giờ... Mấy cái này bao nhiêu tiền? Cái này hả? Nhớ nha, mỗi dây hàng một hai trái nha. Cái này bao nhiêu, cái này bao nhiêu? 200.000 một ký ạ? Dạ. Cả này tầm bao ký? Không tới 1 ký đâu, có mấy lạng. Ok. 24 giây trôi qua rồi nè. Lấy một quả này. Lấy cái này nè. Đó. Ok, một quả này. À không, quả cam đi. Một quả cam đi. Hai ba trái thôi, quả cam này bao tiền một trái? Ồ, chôm chôm. Mình phải mua chôm chôm. 15.000 ký. Em mua trái thôi. Bán trái luôn. Được rồi, bao tiền? 20.000 nhá. Rồi, 20.000. Đây. Có tiền. Thôi tiền lẹ lên. Nhanh. Ok. Ôi trời ơi, người đâu hết rồi. Người đâu? 1 phút trôi qua rồi nha. Cô bán cho con vừa rẻ vừa to. Tí là con thắng là con quay lại con biếu cô luôn. Người đâu hết rồi? Tại sao không có chủ quán? Chị. Chị ơi. Quả này bán nhiêu chị? Ồ thôi. À, nhưng mà... Cho thì lấy, trời ơi. À, cho lấy ạ, à. Ui, cảm ơn chị ạ. Cả
cam có rồi, cam có rồi. Một cam phút 20 giây rồi. Quả mang cụ để bao tiền một quả chị? Ui cho lại thỏa, ui ôi, cảm ơn chị nhá. Đâu rồi đâu, còn quả gì nữa không, còn quả gì nữa không? Ui dừa đắt quá, chị ơi, quả dừa bao tiền à? Không có chủ quán à, không có chủ quán, chạy tiếp. Chị. Quả thăng long này bao là bao tiền quả? 1 phút 47 giây rồi. 10.000 à? Ở đây đây em gửi 10.000. Chị cho em cái túi ngay. Okay, cảm ơn cô ạ. Cảm ơn con nha. Mình lại đi tiếp nhỉ? Đây thôi, 10.000 hai quả nhá. 10.000 hai quả. Thôi chỉ còn 1 phút cuối cùng thôi. Anh ơi, chạy bơ như nào anh? 20.000 nhá. Ok. Cái gì vậy? Nhầm đi. Đâu rồi? 47 rồi, okay, okay. Xong rồi. Mày thế được tặng nhiều thật đấy. Đôi khi đẹp trai là có lợi anh em ạ. Lần đầu đi chợ đâm ra là mình rất là hồi hộp. Và bây giờ thời gian đã sắp hết rồi. Không biết là ba khách mời của chúng ta đã hoàn thành nhiệm vụ chưa? Đã bắt giờ rồi, chỉ còn để đổ hết trái cây. Ôi nặng quá. Nặng thật, chị nặng thật luôn đấy. Nặng chín mọi người, em nặng nhất rồi. Ngọc đâu rồi, hết giờ rồi, Ngọc đâu? Anh Ngọc đâu? Ủa? Mày làm gì vậy, đứng đây lâu chưa? Em đó, ơi, đó. Em đi từ hết hay là em đang đi chợ vậy? Ủa? Chứ em tưởng là mình thoải mái mà. Ồ, chảnh ha. 3 phút, trời ơi, may là kịp giờ đó. Rồi, xong, bây giờ sẽ là... Chắc chắn em là người thắng luôn, nhìn kết quả là em biết luôn. Ủa, sao nó nhiều thế nhở? Tôi phải dùng hết những cái gọi là dạ, tinh túy của một con người, lời nói ra để mua anh 100.000 đấy. Có thấy nó cứ chạy lòng bà lòng vòng. Em đâu có... Em đi mua đàng hoàng, em hỏi cô ơi, cái này bao tiền bán cho sao con? Sao hình như vừa xong có cướp hay sao anh vừa... Vừa hô cướp, cả ngoài có cướp chạy bên kia kìa, đấy. Chó chứ đuổi loạn xạ. Đấy, thấy mấy cô ở phía kia cô hô cướp, biết thế nào nhỉ? Rồi bây giờ cái chịu vô tính không nè, có ai thắng nè. Vô ạ. Tất nhiên là em rồi. Rồi, ba bạn đều kịp thời giờ nha mọi người. Còn bây giờ chúng ta sẽ coi là bạn nào mua đủ loại và nhiều loại trái cây và nhiều ký nhất thì bạn đó sẽ chiến thắng nha. Em vô đây em. Anh Ngọc sang chảnh ký trước đi nhỉ? Rồi, ai là người muốn con ký trước nè? Đây. Đây, anh Ngọc trước nè. Rồi. Ổi. Ổi này, 1. Bưởi. Là 2 rồi nè. Này là mít tố nữ. Là 3. Wow, mua cả trái bự nha. Sao trái Ngọc to thế nhỉ? Thanh long. Đó. Là 4 trái. Ủa? Rồi. Thiếu gì nhỉ? Bơ. Sao mua được quả bơ nữa nhỉ? Mát cục. Con. Chưa được 5 ký. Con. Có gì đấy? À? Em mua chôm chôm nhưng mà em lỡ ăn, em để lại hột. Trời ơi! Kiếp! Chắc là vẫn đúng. Ký xí. Còn quả dâu xanh nữa. Trời ơi! À không, quên cái này mới cắn một nửa thôi. Sợ quá! Cái này có được tính đâu mọi người. Đúng chứ? Mang keo là đem nguyên trái nguyên vẹn về. Không mà có. Mà đi nửa đường ăn mất tiêu rồi. Có nhất là... chôm chôm là không được tính nào, phải có nguyên trái chứ đúng không mọi người? Nhưng mà anh Ngọc có tầm nhìn. Mang cái hột này về trồng được cả cây, ăn cả đúng đời rồi, chị ạ. Em định thế mà. Nhìn xa trông rộng nhưng không được tính chị nhỉ? Đúng, em trồng cả đời cũng không có được cây chôm chôm nào luôn á. Đây, trái dâu tay này cũng... dâu xanh này cũng không được tính luôn. Tính một nửa đi. Và số ký của Duy Ngọc đó chính là... 5 ký. Bao nhiêu nhờ? 5 ký ạ. 3 ký mấy nhờ? Chưa đến 4 ký. 4 ký, gọi là 4 ký. Gần 3 ký 4. 3 ký 4. 3 ký 7. Gì vậy? 3 ký 7 mà, qua số 5 rồi. Đây là chưa qua số 5 mà. 3 ký 4, ông ơi. Cái này là 1, 2, 3, 3, 3, 3, gần 3 ký 4. Gần 3 ký 4. Gần 3 ký 7. Số 4 ở dưới đây. 3. 7 đây nè. Chị đến sao? Dưới là 5 ký rồi kìa. Đây. Dân chuyên nghiệp. Cái này là 3 ký 8 em. Đây là 3 ký 8. 3 ký 8. Trời ơi. Chị 3 ký 8. Chị ơi, chị giữ rồi. 3 ký 8. 3 ký 9 chứ. 3 ký 8. Ôi giời, một lạng thì làm nhỏ gì. Của Duy Ngọc là 3 ký 8 nha mọi người. Anh em tôi nặng tay có rồi, tôi đang bê được hai mấy ký đây nè. Và 1, 2, 3. Thả lên rồi. 4,
5 và 6 loại trái cây là của Duy Ngọc. Là cái hộp này thôi nhá. Đáng nhẽ là 8 quả đấy, biết thế không ăn nữa. Ôi trời ơi, sao nó nhiều thế nhỉ? Ui chán. Cái này á, tôi còn định mang quả mít về nhưng mà tại vì nó nặng à nên đau quay quá. Mua hẳn được một cái đu đủ luôn kìa. Đây chị cho đi cân luôn cái này. Không. Được. Cái này có đáng bao nhiêu đâu. Ta bình tĩnh. Vô lý nhỉ. 100 nghìn mà mua được đúng một cái bò bò này đắt mà đúng không? Ôi trời ơi, chị đặt lên đầu em cái. Nhưng mà làm sao tính được cả chùm ấy? Sao không tính? Này tôi tính là 3 thứ 9. Wow, hơn Duy Ngọc lạc. Một lạc thôi. Rồi, nhưng em vẫn đang thua Duy Ngọc đó là mua 3 trái này. Có 5 món thôi. Nhưng không. Nhưng mà em có một con bài quyết định mà mọi người chưa biết đâu. Từ từ tính đi, để tôi tính. Tính con bài quyết định. Ông cứ để lên đấy, ông cứ để lên đấy. Rồi, bây giờ người cuối cùng. Đây này, đây này. Rồi, Thành Đạt nè. Đẹp trai ấy, mọi người cho hết, có mất tiền hai đâu. Trái nè. Đẹp trai à? Ba được trái nè. Ui giời ơi. 4 trái nè. Không bao giờ được luôn mấy trái này được. 5 trái nè. Chết rồi anh ơi. 6 trái nè. Vẫn thua thịnh nha, vẫn thua thịnh nha. Sao 7 trái rồi á? 7 trái rồi. Không tính trái này chị ơi, không tính trái này. Nhưng mà người ta tính số lượng nhiều hơn. Không. Ờ bạn ấy có bài cần giữ tư thôi bạn ơi. Anh đang là cân. Anh cân nhiều. Đây đang tính số lượng xong đến cân. Nhưng mà nhìn em có 3 cân tư thôi. Tính số lượng xong đến cân. 3 cân rưỡi, 3 ký rưỡi. Và 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 loại trái cây. Và người chiến thắng ở đây. Từ. Chị chưa thể quyết định được. Cái gì đấy? Lại bắt đầu, long dom. Bởi vì mọi người biết sao không? Tôi có một con bài quyết định. Ủa? Em gửi lại chị 100 nghìn. Ủa là sao? Em mua mà không mất đồng nào đó. Em mua mà không mất một đồng nào. Đúng. Ghê vậy. Chị gì vậy? Một sự đẹp trai và cái ăn nói của em mình. Vừa lấy cướp, cướp, cướp. Sao? Cướp. Thằng này đi làm trộm đúng không? Không có nhá. Ông ra đây, ông ra cho xem nào. Không có nhá. Phải chân sức mẻ nhá. Ông ra đây. À, đấy. Không có nhá. Không bằng chứng nhá. Chị hỏi đã. Nếu như không bóc trộm thì ở đâu ra, tại sao còn 100 ngàn? Em xin ạ. Em chắc em xin không? Trời ơi. Dạ. Em hỏi người ta chưa trả lời nhưng mà em cầm luôn. Nhưng mà không gọi là xin ạ. Thôi anh em không quen nó. Cái này là xin giật chứ xin gì? Không. Anh Giang, 100 ngàn này bị tịch thu. Cho hai thành viên còn lại. Yeah. 100 ngàn được tịch thu dành cho người chiến thắng. Và người chiến thắng của ngày hôm nay đó chính là Thành Đạt. Nhưng mà em nhiều cân hơn mà. Em nhiều cân hơn nhưng mà em không đủ 7 loại trái cây. Ở đây Thành Đạt á 8 loại trái cây luôn. Rồi chúc mừng Thành Đạt 100 ngàn và số lượng trái cây này thuộc về em. Biết thế không ăn nữa, có phải thắng chưa hết đâu. Bây giờ mà con mời chú Lộc La ra phát phần thưởng cho cái thử thách lần này. Là tôi cảm ơn cậu nhé. Tự nhiên mình đưa tiền làm gì cuối cùng mới để tiền nó nhỉ. Tôi cảm ơn cậu đã đi ăn trái cây của hai bạn là cũng đều thuộc về Thành Đạt hết. Hả? mấy em không được một cái gì hết rồi. Bây giờ. Rồi và bây giờ sẽ là phần thưởng dành cho người chiến thắng trong thử thách lần thứ hai này. Xin mời ra đằng trước nào. Yeah. Chơi kiểu gì anh em, chơi kiểu gì thắng hoài luôn anh em. Chẳng qua là anh ăn hai cái quả này thôi. Rồi và người thách cuộc ngày hôm nay đó là Thanh Đan. Rồi không phải chú Lộc La sẽ là người trao phần thưởng cho phần thử thách này. Chú trao phần thưởng cho người giải nhất. Hôm nay bội thu nhá. Trời ơi. Thả một cái mic vừa là hai cái đu đủ ha. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem tập Du Hí cùng Trâm với khách mời đó là nhóm The Win, Vũ Thịnh, Thành Đạt và Duy Ngọc. Chào mọi người và hẹn mọi người vào tập sau. Yeah. Nhớ đăng ký kênh YouTube Hồ Bích Trâm Official và đặc biệt là bật chuông thông báo để mỗi lần clip lên là mọi người nhớ đón xem nha. 19 giờ vào thứ tư và thứ sáu hàng tuần trên kênh Hồ Bích Trâm Official.